Dạ thưa sư, trong công việc cũng như trong cuộc sống, khi con được hoặc bị chỉ lỗi, con thường có tâm lý nổi sân lên. Khi con bình tĩnh lại, con mới có thể suy xét được có đúng là lỗi của con không. Tuy nhiên, cùng với sự soi xét đó, con thường nghĩ rằng những người chỉ lỗi con cũng lỗi lầm rất nhiều. Có khi con biết lỗi của họ, nhưng không chỉ ra để họ không bị ảnh hưởng xấu. Không biết họ có bao giờ nghĩ đến không mà lại hay bới móc lỗi của người khác như vậy. Nên nhiều khi họ chỉ lỗi đánh giá, con thấy không phục. Vậy sư chỉ giúp con nghĩ như vậy sai như thế nào và nên làm gì khi gặp phải tình huống này? Ở trong Trung Bộ Kinh, bài kinh như là kinh ước nguyện phải không ta? Trung Bộ mới đây thôi nè, thì có nói như thế này nè. Cái người á mà được coi là cái kẻ ngu á, là người không muốn người khác chỉ lỗi, mà nếu như bị chỉ lỗi á thì quay sang hiềm hận, rồi khi mà mình gọi là bị buộc tội thì quay ra buộc tội ngược trở lại người đã buộc tội mình. Thì cái người đó được xem là kẻ ngu và bậc trí, họ sẽ không bao giờ tiếp xúc với người đó. Cho nên á, nói ở đây không phải là để mình mắng ai, mình chửi ai, nhớ nhà sư không có nói như vậy, mà để chúng ta hiểu á, là chúng ta cần phải rèn luyện để cho mình á, khi nhận được sự chỉ lỗi của người khác thì mình không có sân. Nó có một cách như thế này nè. Khi người ta chỉ lỗi mình á, mình xét coi là người ta chỉ đúng hay là sai. Nếu mà chỉ lỗi sai á, thì khi đó nếu khi cần thiết thì mình hãy nói là cái lỗi này tôi không có. Còn khi người ta chỉ lỗi đúng á, thì mình nghĩ là cái này đúng tội tôi rồi, thì mình sẽ chấp nhận điều đó. Và nhớ giùm sư thêm một câu này nữa. Câu này là của các vị gọi là trưởng lão ở bên Phật giáo Phát Triển, và sư thấy rất là hay, chúng ta nên học. Đó là sao? Không cần biết ai đúng ai sai, mình phiền não là mình đã sai rồi. Tức là người ta nói, người ta chỉ lỗi mình, người ta tấn công, người ta nói cái gì mình, cái chuyện ai đúng ai sai không khoan hãy xét tới. Mình phiền não là mình đã sai rồi. Cái sai là do đâu? Sai là ở chỗ mình phiền não. Cho nên á, cái việc đầu tiên mình cần làm là giải quyết phiền não của mình trước. Giải quyết phiền não xong rồi mới tính tới cái chuyện mà người ta buộc tội mình. Điều tiếp theo là khi mình nhận buộc tội thì mình phải tránh xa tâm lý là buộc tội ngược lại người đã buộc tội mình. Nếu như mình muốn nói lỗi người khác, muốn buộc tội người khác thì phải chờ cho xong chuyện rồi. Tại vì chúng ta phải tránh sự buộc tội dựa trên buộc tội bởi vì thương thích, buộc tội bởi vì thù ghét, buộc tội bởi vì sợ hãi, buộc tội bởi vì ngu dốt. Thì chúng ta tránh bốn trường hợp buộc tội này. Mà khi người ta buộc tội mình á, mình nghĩ lỗi của người ta rồi mình tìm cách mình buộc tội ngược lại người ta là mình đã buộc tội người ta dựa trên sự thù ghét. Thành ra chỉ khi nào á mình tránh được bốn cái này nè, rồi sau đó mình mới chỉ lỗi người ta. Mà nếu tránh cái đó là cái chuyện của mình đã giải quyết xong rồi. Cho nên á, là đừng bao giờ á, có suy nghĩ là
anh lỗi một đống rồi, anh bày đặt anh chỉ lỗi của tôi, thì không nên như vậy. Cái quan trọng là người ta nói đúng hay là sai. Nếu như người ta nói đúng thì mình phải chấp nhận điều đó. Xin lỗi cái gì, nãy ngửi cái mùi ấy. Nó có cái mùi nó kích thích cái cổ họng.